Các bạn, mình đang có mặt ở số 2 Điện Biên Phủ. Hôm nay chúng mình sẽ đưa các bạn đến ăn nem lụi tại nhà hàng Tài Phú. Có đặc sản nem lụi và bánh khoái ở đây. Một lát nữa vào bên trong thì mình sẽ giới thiệu món ăn cho các bạn nhé. Đây, số 2 Điện Biên Phủ. Phía bên kia đường các bạn có thể nhìn thấy khu vực này, chỗ cổng đây. Để mình chỉ cho các bạn, đây cổng này là khách sạn La Residence, khách sạn 5 sao duy nhất nổi tiếng ở thành phố Huế. Bây giờ mình cùng vào trong quán nhé. Đó, một số món đặc sản ở đây. Bánh khoái cá kình này. Đây là món nem lụi đây. Màu rất là đậm chứ không nhạt như cái nem lụi mà mình vẫn ăn ở các quán như là Nét Huế hay là quán Huế ở ngoài Hà Nội đấy. Và cái mùi thơm nó rất là đặc trưng. Mùi nem nướng rất là đặc trưng, ăn kèm với cả rau sống và dưa góp như thế này. Mời các bạn nhé. Và đây là món bánh khoái. Rất tiếc là hôm nay nhà hàng không có bánh khoái cá kình mà chỉ có món bánh khoái đơn giản thôi, là trong đó có nhân thịt, tôm và trứng. Đó, thì bây giờ mình sẽ nhờ một chị đồng nghiệp của mình cuốn món nem cho các bạn xem nhé.